Sơn Trôn Pháo Hoa, kênh pháo hoa số 1 Việt Nam. Hello anh em nhé, chào tất cả anh em biết Tết của mình. Mình là Sơn Pháo Hoa. Thì ngày hôm nay là ngày Tết Trung Thu ngày 15 tháng 8. Thì đầu video mình gửi đến toàn thể những các bạn nhỏ đấy, có một cái Tết Trung Thu thật là vui vẻ và hạnh phúc. Còn những bạn lớn thì mình chúc tất cả bạn có người yêu nhé. Đấy, còn ai có vợ rồi thì có đi chơi đâu thì anh em gọi là giữ an toàn. Vì tại vì giờ dịch bệnh rất là căng thẳng. Đấy thì nhân tiện cái gọi là Tết Trung Thu này, thì hôm nay đây mình có mua một ít pháo để đốt gọi là nhân cái dịp lễ Trung Thu này. Thì bây giờ mình sẽ đốt review cho anh em xem luôn nhé. Đấy, những ai đang ngồi ở nhà ấy thì xem được video của mình thì để lại một comment nhé. Còn ông nào có người yêu rồi tí hay là đi chơi ở đâu rồi thì về thì xem nhé, thì cũng phải để lại comment cho mình nhé. Đấy, mình chúc toàn thể anh em như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ đốt luôn nhé. Thì hôm nay mình mua 3 dàn. Đấy, thì pháo này lại là một cái loại pháo lạ khác. Đấy, thì hình ngày bên ngoài thì nó là gọi là pháo ngựa đi. Đấy, có 2 con ngựa. Thì quả dàn này là 12 quả. Đấy, trông nhìn hình thù cũng khá là bắt mắt đấy anh em ạ. Đây. Đấy, cái này anh thế. Ừ, 12 quả. Đấy. Và như lần trước mình mấy lần quay cho anh em xem ấy thì ở cái dọc bờ sông này này nó vẫn là quả nhiều ấy. Nhưng mà hôm nay lâu lắm mình chưa ra thì người ta có cái người ta chặt hết đi rồi. Nhìn view rất là đẹp luôn. Đấy, mà khoảng trời chỗ này trước có cỏ không xuống được, giờ cắt đi rồi. Đốt hôm nay khả năng nhìn cái view rất là đẹp. Đấy, hôm nay có đi theo mình nữa thì có vợ chồng của anh Nương đẹp trai anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mang cái chỗ kia nhá, view đẹp đốt cho anh em xem. Giờ mình sẽ đốt cái dàn đầu tiên nhá. Không biết là pháo ngựa nó sẽ như nào. Cảm nhận đầu tiên về cái dàn 12 quả pháo ngựa này thì mình thấy nó rất là đanh luôn và khá là đẹp. Đấy, cảnh view này thì chỗ này trước nó có cây không ngồi được chỗ này. Giờ không có cây rồi, nhìn trời nó tối, trời nó đen trời, cái những cái quả pháo nó bay lên nhìn rất là sáng và rất là đẹp. Đây, và cái này thì người ta thiết kế như này. Đấy, thành 4 hàng và mỗi hàng có 3 quả. Mình sẽ để đây tí nữa vứt ra đi nhá. Mình sẽ đốt luôn dàn thứ hai cho anh em xem. Mà nó đẹp thật luôn ý. Mình cảm thích cái dàn này rồi đấy. Vừa đẹp này, vừa lỗ đanh, còn view quá đẹp luôn. Thì mình có
Ông anh mình có đi theo mình, có nhờ ông anh mình ở kia quay lại cảnh hai, không biết tí nó nhìn có đẹp không anh em ạ. Đây mình quay cho anh em quan sát ở chỗ bờ này nữa này. Đấy, nó rất là tối luôn. Ở đây mình sẽ đốt này dàn thứ ba nhá, và cũng xin kết thúc video đây nhá. Ra chút. Đẹp quá. Úi giời ơi, đãi cả tai luôn anh em ạ. Đây, ba dàn pháo đây. Nhìn nó đẹp. Pháo ngựa có khác. Cho thật kiểu như là thuốc lá ngựa ấy, thì pháo ngựa nó phải tầm cỡ chất hơn là những cái pháo bình thường. Anh em có nhận không? Thì anh em xem xong rồi thì anh em comment ở dưới đấy và cảm nhận xem nó như nào nhá. Đấy thì clip của mình chắc là cũng sẽ xin tạm dừng tại đây thôi. Thì tại vì vừa rồi thì mình cũng hơi bận bị công việc tí nên là mình cũng ra rất là ít clip ấy, mong em thông cảm cho mình nhá. Thì tiện đây thì những ai xem clip này của mình thì mình cũng có một cái lời khuyên nhỏ nhỏ gửi đến toàn thể anh em. Đấy. Cũng như mọi người trong miền Nam, cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam mình thì hiện tại giờ đang dịch rất là căng thẳng ấy, thì cũng khuyên anh em là hạn chế đấy, đi ra ngoài. Đấy, thực sự ai có việc cần đi đâu thì mình cần đi thôi. Còn ai không việc gì thì em cứ ở nhà làm sao để cho chúng ta có thể phòng chống dịch cách tốt nhất. Đấy, thì lần cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye anh em.